Miễn chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Thẩm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau tuổi 50, đàn ông giỏi 4 việc này, chứng tỏ sống rất thọ, sinh lực cực tốt. Từ 50 tuổi, đàn ông chỉ cần giỏi 4 việc này, chứng tỏ họ sẽ sống rất thọ, sinh lực cực kỳ khỏe trong người. Khi mà bước sang tuổi 50, quá trình trao đổi chất trong cơ thể nam giới sẽ bắt đầu bị chậm lại. Các chức năng và nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể cũng sẽ suy giảm, yếu đi. Một điều quan trọng là cần phải duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để ngăn ngừa sự tăng cân, giảm thiểu nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe phổ biến như là bệnh tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim hay là bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt. Sống khỏe và sống thọ là điều mà ai cũng hướng đến trong cuộc sống. Gen di truyền là một phần quyết định tuổi thọ của một người, nhưng mà nó không phải là yếu tố duy nhất. Có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tuổi thọ của một người, cũng như là môi trường sống, lối sống. Từ tuổi 50, đàn ông mà vẫn làm giỏi 4 việc này, chứng tỏ họ có khả năng sống rất thọ. 1. Đại tiện, tiểu tiện đều đặn. Đường ruột là một nguồn gốc của mọi bệnh tật. Nếu như đường ruột không tốt, dễ phát sinh đủ thứ bệnh. Khi mà tuổi người ta càng cao, chức năng tiêu hóa sẽ ngày càng yếu dần. Tốc độ nhu động của đường tiêu hóa sẽ ngày càng chậm. Việc mà thường xuyên bổ sung những đồ ăn khó tiêu sẽ gây cả cảm giác khó chịu cho bụng. Ngoài ra thì những người cao tuổi mà không chú trọng đến chế độ ăn uống thì rất dễ bị táo bón. Những điều này sẽ gây gánh nặng nghiêm trọng cho dạ dày. Tuy nhiên, nếu như một người đàn ông mà vẫn đại tiện đều đặn, thường xuyên sau 50 tuổi, giữ được thói quen đi vệ sinh đầu tiên sau khi thức dậy vào buổi sáng, thì điều kiện thể chất của người này vẫn còn rất tốt. Thứ hai, ăn uống ngon miệng. Khi mà cơ thể khỏe mạnh, thì chúng ta thường có cảm giác thèm ăn hay là muốn ăn mỗi lúc đói. Ăn thì cảm thấy ngon miệng và có thể hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn. Càng ăn ngon miệng thì có nghĩa là cơ thể đang ở trạng thái khỏe mạnh. Những người mà ăn uống hấp thụ tốt, cơ thể thường sẽ có sức đề kháng mạnh hơn. Bởi vì bạn có đủ chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể tiếp tục hoạt động bình thường, giữ cho cơ thể trong trạng thái khỏe mạnh tối ưu. Nếu trong một thời gian dài mà luôn mất cái cảm giác ăn uống ngon miệng thì cho thấy rằng cơ thể của bạn đã bị thường tổn. Cần phải tìm ra phương pháp giải quyết hợp lý để bảo vệ sức khỏe cho mình. Thứ ba, ngủ ngon giấc. Nếu như muốn xác định xem cơ thể của mình đang ở trạng thái khỏe hay là không, có thể hoàn toàn nhận biết dễ dàng thông qua chất lượng giấc ngủ của mình. Chất lượng giấc ngủ vào ban đêm sẽ được đảm bảo ngủ ngon, sâu giấc, không có dễ thức dậy vào giữa đêm hay là khó ngủ. Đây là những dấu hiệu của một sức khỏe rất tốt. Tại tạp chí Nature Communication vào năm 2020 đã công bố một nghiên cứu về mối liên hệ giữa giấc ngủ và sức khỏe của não bộ con người. Kết quả nghiên cứu cho thấy, không có phụ thuộc vào các yếu tố như là xã hội học, hành vi hay là chuyển hóa tim và sức khỏe về tâm thần. Nếu một người mà trên 50 tuổi ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm, thì họ có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn 30% so với những người năm cuối đời. Nếu như chất lượng giấc ngủ mà vẫn duy trì ở mức độ tốt, tức là vẫn ngủ ngon, ngủ sâu, có thể đi vào giấc ngủ sâu, thì chứng tỏ thể chất của người đó rất là tốt. Cơ thể của bạn chưa thực sự bước vào giai đoạn lão hóa. Có một giấc ngủ ngon, ngủ tốt, cơ thể người ta sẽ được nghỉ ngơi, phục hồi sau những giờ làm việc căng thẳng. Từ độ tuổi từ 50 đến 60 mà vẫn ngủ ngon giấc thì xin chúc mừng,
bạn sẽ có xu hướng trẻ hơn, sống lâu hơn so với những người cùng tuổi với mình. 4. Đi bộ nhanh. Trong một nghiên cứu của Vương quốc Anh, các chuyên gia theo dõi tốc độ đi bộ của khoảng 475.000 người trong vòng 7 năm. Theo kết quả trên có thể thấy, người mà đi bộ nhanh sẽ sống lâu hơn người đi bộ chậm, từ 14 đến 22 năm. Tốc độ đi bộ là một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến tuổi thọ của con người. Đi bộ với tốc độ nhanh, tức là cường độ vận động cao, cơ thể có cơ hội được vận động hiệu quả. Cường bộ đi độ nhanh cũng giúp đốt cháy chất béo tốt hơn, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm nguy cơ béo phì, từ đó cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn. Ngoài ra thì việc đi bộ còn đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo của xương, cơ, hệ thần kinh cũng như là sự tham gia của hệ tim mạch và hô hấp. Khi mà một người có thể đi bộ với tốc độ nhanh, có nghĩa là các cơ quan trong cơ thể của người đó đang khỏe. Bởi vì thế mà tốc độ đi bộ sẽ phản ánh trực tiếp đến thể lực của một người và có ý nghĩa tham khảo nhất định trong việc dự đoán tuổi thọ. Tuy nhiên, trước khi đi bộ, bạn cũng nên có những động tác khởi động để cơ thể mình quen dần với sự vận động. Không có nên lập tức tăng cường độ và tăng tốc độ đi bộ ngay. Bạn nên luyện tập dần dần theo thể lực của mình. 4 loại quả này càng ăn càng sống thọ, kiểm soát đường huyết, bổ tim mạch, khỏe xương khớp. 1. Quả bơ. Quả bơ thì cung cấp chất béo lành mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì và bệnh tim ở đàn ông sau 50 tuổi. Có nhiều nghiên cứu cho thấy, người mà thường xuyên ăn bơ sẽ có trọng lượng cơ thể thấp hơn, chỉ số khối BMI và vòng eo nhỏ hơn so với người bình thường. Đối với nam giới, có thể bổ sung bơ vào bữa ăn sáng, món salad hay là ăn bánh mì. Vitamin E ở trong bơ thì cần thiết cho việc sản xuất hormone, cải thiện lưu lượng máu và khả năng vận động của nam giới. Chất béo trong bơ cũng sẽ tạo cảm giác lo âu, hỗ trợ giảm cân. Một quả bơ có thể cung cấp 1/2 lượng chất xơ mà nam giới cần trong ngày, giúp giảm cholesterol, lượng đường trong máu. Chất xơ thì còn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột, tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sức khỏe tổng thể. Một nửa quả bơ cung cấp khoảng 18% giá trị vitamin K hàng ngày, chất dinh dưỡng cần cho sức khỏe của xương khi mà hỗ trợ tăng cường hấp thu canxi, từ đó ngăn ngừa loãng xương. 2. Quả chà là. Bổ sung thực phẩm giàu kali vào chế độ ăn sẽ giúp thư giãn mạch máu, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp, tốt cho tim mạch của nam giới. Theo khuyến nghị từ các cơ quan y tế, nam giới sẽ tiêu thụ khoảng từ 3.400mg mỗi ngày, trong khi đó 100g chà là chứa khoảng 656mg. Loại quả khô này có một lượng chất xơ đáng kể, magie, đồng, mangan hay là vitamin B6, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cũng như là giúp tiêu hóa dễ dàng hơn, có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu. Chà là có chỉ số đường huyết thấp, có thể sử dụng làm chất tạo ngọt thay thế đường tinh luyện trong chế độ ăn lành mạnh. Ngoài ra thì loại quả này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác như là thoái hóa điểm vàng, ngăn ngừa ung thư, tiểu đường. Chà là còn có thể tăng cường sức khỏe cho não, ngăn ngừa bệnh thoái hóa thần kinh như là Alzheimer, ngăn ngừa loãng xương ở đàn ông sau 50 tuổi. 3 là quả anh đào. Quả anh đào có chứa nhiều chất chống viêm, giúp giảm viêm cơ, viêm khớp, làm dịu chứng viêm khớp và bệnh gút, một dạng viêm khớp phổ biến ở nam giới sau tuổi 50. Quả này thì nhiều vitamin C, duy trì hệ miễn dịch và làn da khỏe mạnh. Quả này còn giàu chất xơ, vitamin B, mangan, đồng, magie, vitamin K sẽ có khả năng điều hòa huyết áp, kiểm soát cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Theo một nghiên cứu năm 2018 của các nhà khoa học châu Âu, ăn quả anh đào sẽ có liên quan đến việc giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa gây ra bệnh tiểu đường type 2. Mất ngủ là một tình trạng dễ xuất hiện khi mà nam giới bước qua tuổi 50. Ăn quả anh đào tươi hay là uống nước ép đều sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Loại quả này chứa melatonin,
là một loại hormone với chức năng điều hòa đồng hồ sinh học giấc ngủ của cơ thể. 4. Quả chanh. Chanh là một loại quả trong chế độ ăn Địa Trung Hải, với chế độ ăn của các vùng xanh, nơi mà người dân sống thọ bậc nhất trên thế giới. Một quả chanh sẽ chứa 50% lượng vitamin C khuyến nghị mỗi ngày, đẩy lùi dấu hiệu lão hóa, bảo vệ tim mạch. Theo một nghiên cứu trên gần 115.000 người trưởng thành cho thấy, những người ăn nhiều trái cây, họ cam quýt sẽ giúp giảm đến 35% nguy cơ đột quỵ, vấn đề sức khỏe phổ biến ở nam giới sau tuổi 50. Acid citric trong quả chanh sẽ giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Quả chanh có chỉ số đường huyết thấp, giúp giảm lượng đường trong máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất hiệu quả. Có một số công dụng khác của loại quả này có thể kể đến như là kiểm soát được cân nặng, cải thiện được hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tổn thương tế bào.